câu bộ là cũng xin cảm ơn quý phụ huynh cũng như các con đã nhiệt tình tham gia buổi thi đấu từ thiện này. Trong với cái mục đích chia sẻ cái tình cảm đối với bạn Hiền thì hôm nay tôi mong rằng là gì, là các con hãy ta thi đấu một cách hết mình và để chứng minh rằng mình là những cái vận động viên, những bạn rất là yêu cờ, và qua đó là qua những cuộc thi đấu này chúng ta giao lưu và chúng ta chia sẻ cái tình cảm, và chúng ta biết rằng là bản thân chúng ta ở Hà Nội nhưng mà ở những tỉnh khác, những tỉnh mà như Thái Nguyên hay một số tỉnh khác vẫn còn có những bạn có những cái hoàn cảnh khó khăn, cần cái sự chia sẻ cũng như là cần cái sự quan tâm của cộng đồng. Thì với ý nghĩa, với mục đích như vậy thì xin chúc bạn Hiền, Thầy Vinh xin chúc bạn Hiền học thật tốt và cũng như là cố gắng phấn đấu, bởi vì Thầy Vinh năm ngoái Thầy Vinh biết là bạn Hiền này là huy chương phụ đồng toàn quốc đúng không? Thì chúc bạn và cố gắng phấn đấu con nhé. Rồi, xin cảm ơn các vị phụ huynh và các con. Bây giờ chương trình thi đấu bắt đầu. Đây là bạn Hiền.